mình không khéo mọi người sẽ nghĩ mình là con bé này có thể nó chơi với mình bởi vì là nó muốn được cái này cái nọ kia. Mình gầy dựng hết mười mấy năm trời, bây giờ mình ra một cái phim dở quá rồi khán giả cũng quay lưng lại với mình. Không biết là anh Thành có xem hay không, chỉ mong là anh Thành đừng chê và đừng chửi thôi là đã mừng lắm rồi. Em thấy là trong buổi họp báo ra mắt dự án này thì thấy là có rất là đông đảo anh chị em nghệ sĩ đến để mà chúc mừng cho chị. Em nghĩ rằng đây cũng là một cái niềm vui rất là lớn, thể hiện được cái sự yêu mến của mọi người. Như gì mà chị nói lúc đầu là nhờ sự chân thành mà mình có được cái tình yêu đó từ mọi người. Em có nghe chồng trong mặt kép của chị là Harry Won nói đó là chị là một cô gái vợ có sức khỏe cũng rất là dữ dằn rồi hả, làm là đầu tư tiền bao nhiêu không quan tâm, miễn là chất lượng rồi đến cho khán giả. Và qua những chia sẻ đó thì có phải chăng là chị là một cường nữ hay không? Và chị là một người cũng khá là giàu đúng không ạ? Hay như thế nào ạ? Mọi người xin đừng đồn chị giàu, tội nghiệp chị lắm. Trời ơi. Thật ra là tại vì chị với lại chồng á là quen thân với nhau từ một cái chương trình truyền hình thực tế, xong rồi là cũng hiểu nhau là hai người mặc dù là nhìn cái vẻ bên ngoài nó có hơi gọi là hơi dịu dàng rồi nữ tính chút, nhưng mà về cái gọi là cái sự kiên cường với lại cái tính chất bên trong con người của mình á thì mình rất là gọi là hơi hơi đàn ông một tí, cho nên thì hai người mới hợp với nhau để chơi với nhau được. Còn về cái phim á thì tại vì Quỳnh Anh cũng đã tham gia phim rất là lâu rồi. Bây giờ đây là một cái phim đầu tiên mình gửi đến cho khán giả để mình tặng cho khán giả những người mà lúc nào cũng thương mình, lúc nào cũng... Tại vì cũng có những khoảng thời gian Quỳnh Anh không có tham gia show gì hết nhưng mà khán giả vẫn nhớ, thì mình cũng muốn đáp lại cái tình cảm đó của khán giả. Nên đây là phim đầu tiên thì mình muốn là đem cái gì tốt nhất, cái gì hay nhất gửi đến cho khán giả thôi. Chứ... bây giờ ví dụ một cái tên Quỳnh Anh mình gầy dựng hết mười mấy năm trời, bây giờ mình ra một cái phim dở quá rồi khán giả cũng quay lưng lại với mình thì lúc đó mình sẽ rất là buồn. Cho nên là cái tình cảm nó vẫn là cái quan trọng nhất. Mình cũng muốn là mình làm cái gì đó đàng hoàng, gửi chân thành đến mọi người thì mọi người sẽ đáp lại thôi, mọi người sẽ cảm nhận được bằng trái tim. Còn có chị Quỳnh Anh giàu là thôi, nó nỉ được có ai đồn. Làm xong cái phim là coi như là em cũng trắng bán căn nhà không chị, thì nó cũng cỡ cỡ đó đó. Mà đâu có dám than với ai, không dám than với ai luôn. Tự làm tự chịu. Nhưng mà có một cái điều này em muốn hỏi thêm, đó là phim này của chị khi mà ra thì em thấy có rất là nhiều anh chị em trong nghề cũng share. Thì em thấy là có anh Trấn Thành cũng có chia sẻ bộ phim của chị, mọi người cũng kêu gọi mọi người vào xem phim, ủng hộ cho chị Trương Quỳnh Anh. Thì nó lại tiếp tục có một cái câu chuyện em thấy có nhiều bạn rất là hay nhắc. Nhắc có nghĩa là Trương Quỳnh Anh có mối quan hệ rất là tốt với các anh chị trong showbiz, như là anh Thành, như là Harry Won, rồi chị Giang, chị Lê Giang, kiểu như vậy. Cho nên đôi khi là cũng nhờ các anh chị giúp mà Trương Quỳnh Anh mới có được cái sự quan tâm của nhiều người đến như vậy, chứ không thì cũng khó mà duy trì được. Thì em cũng đọc được một vài cái comment như vậy. Thì em nghĩ rằng là mỗi người sẽ có một quan điểm của họ thôi, nhưng mà với người trong cuộc như thế nào thì mới là quan trọng. Để nói về cái chuyện mà được các anh chị yêu thương và giúp đỡ á, thì nói trước về cái chuyện họp báo nha. Thì mỗi một lần Quỳnh Anh có một cái sản phẩm nào đó và Quỳnh Anh tổ chức họp báo thì cái tâm thế của mình khi mà mời mọi người mình sẽ rất là ngại, tại vì mình không có muốn phiền ai. Ví dụ mọi người thích đến thì mình không nói, nhưng mà khi mọi người không thích đến hoặc là mọi người bận nhưng mà phải suy nghĩ để coi từ chối nó như thế nào thì mình cũng sẽ rất là ngại. Cho nên là mình sẽ chọn lọc rất là kỹ xem là những cái người nào thật sự thân thiết với mình thì mình sẽ mời để không bị phiền người ta. Nhưng mà may mắn là mọi người đều đến xem và ủng hộ và có những cái lời khen rất là chân thành đối với cái sản phẩm của Quỳnh Anh. Còn về mặt mọi người share giùm thì là Quỳnh Anh cũng không có dám can thiệp vào cái chuyện đó quá nhiều, bởi vì là nó cũng khá là nhạy cảm. Và cái con người của Quỳnh Anh thì Quỳnh Anh cũng gọi là mình cũng hơi hơi muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên á.
cho nên là mình sẽ không có nhắn tin riêng để mà nhờ share. Thì một buổi sáng ngủ dậy thì Quỳnh Anh có thấy anh Thành nhắn cho Quỳnh Anh, nói là bé ơi, phim dễ thương, coi dễ chịu, em và bạn nam chính gì đó nhìn hợp với lại đóng tự nhiên, anh tặng bé một boss nha. Trời ơi, sau khi mà anh coi xong cái tin nhắn đó thì Quỳnh Anh phải nói là trời ơi, mình muốn quăng cái điện thoại, muốn la làng lên luôn. Tại vì anh Thành là một người rất là khó, cực kỳ khó. Khi mà Quỳnh Anh làm cái sản phẩm này á, thì Quỳnh Anh nói là không biết là anh Thành có xem hay không, hoặc là có biết về cái dự án này hay không. Nhưng nếu mà anh Thành có coi một phần nào đó, chỉ mong là anh Thành đừng chê và đừng chửi thôi là đã mừng lắm rồi. Tại vì á, Quỳnh Anh biết anh Thành xong rồi là mỗi lần mà đi chơi với anh Thành hay chị Ri hay là chị Giang gì đó là anh Thành đều ngồi chỉ dạy là cái này em tốt, cái này em chưa tốt, cái này chưa được. Là nói thẳng luôn, mà em quê thì kệ em luôn. Cái kiểu là như vậy. Cho nên mình cũng thích, mình cũng rất là mong là mình sẽ nhận được những cái lời góp ý đó để mà mình sửa đổi. Thì đối với sản phẩm này, nó nói là không, anh Thành chỉ cần không chửi em là được, không chửi em là... ấy rồi, không chửi. Thì đó chỉ là được rồi. Mà ai dè đâu là anh Thành còn xem qua, rồi anh Thành còn khen nữa. Cho nên là mình cảm thấy rất là vui. Mà tất cả những cái đó đều là những cái điều tự nhiên hết. Bởi vì Quỳnh Anh chơi với mọi người, anh nói là bằng cái sự chân thành. Cho nên mình cũng không muốn là can dự công việc vào quá nhiều. Thật sự không muốn can dự công việc vào quá nhiều. Bởi vì bản thân Quỳnh Anh là một người không phải là quá khéo trong cái chuyện ăn nói. Lỡ như cái chuyện nhờ vả công việc của mình, mọi người nghe mình nhờ, mình không khéo, mọi người sẽ nghĩ mình là con bé này có thể nó chơi với mình bởi vì là nó muốn được cái này cái nọ kia. Cho nên là hạn chế tuyệt đối. Khi gặp là chỉ nói chuyện vui thôi, không nói chuyện công việc quá nhiều. Đó, mấy bạn đã nghe được chị Trư Quỳnh Anh chia sẻ thêm rồi để các bạn sẽ hiểu. Nói chung là em nghe có nhiều vị khách mời đến đây, mọi người kêu nhắc về anh Thành luôn, nhắc về cái sự khó tính của anh Thành, sự yêu cầu cao, tỉ mỉ và rất là chi tiết.